Rồi hôm nay có hai anh trai sáng sớm vô từ Quảng Ninh nha. Đường xá xa xôi, cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn ha. Cảm ơn anh nhiều. Máy DC70 xích mới chầm chầm gai cao đó. Giờ em sẽ bảo dưỡng chiếc này. Đây, quay trên em xem trước một dòng sơ máy. Chào anh em buổi sáng, hôm nay buổi sáng hay tối nha. Thì em đang mở cái máy Quảng Ninh ra làm nha anh em. Đây, mới vừa mở ra xong. Rồi, máy này thì ở ngoài sáng em quay rõ cho anh em xem đây. Thì đang trong quá trình vệ sinh. Chỉ là hộp số miễn phí nha. Rồi, em máy này em giao về Quảng Ninh nha anh em. Máy cũng vừa bảo dưỡng xong luôn. Giờ em chạy ra lên xe luôn nha. Khách cũng lâu về lắm rồi. Các bác khách bên này ở trong đây cũng gần là 5 bữa rồi. Lâu rồi ha. Đây. Cảm ơn em nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy khá xịn, này máy chạy nước ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Sao đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy, anh nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.